Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hưng Yên hiện có 3 dự án chậm tiến độ mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phải gia hạn thời gian thực hiện, gồm dự án xây dựng đường Triệu Quang Phục, đường Hoàng Hoa Thám và đường trục phía Bắc đô thị Đại học Phú Hiến. Trong đó, có những dự án đã triển khai hàng chục năm nay. Dự án đường Triệu Quang Phục được triển khai bước sang năm thứ 5, tổng chiều dài tuyến là 2,6 km, với điểm đầu là đường Tô Hiệu và điểm cuối là đường Lê Văn Lương. Nút thắt cần giải phóng là 28 hộ dân có đất và nhà ở thuộc vị trí của đường đôi. Dự án xây dựng đường Hoàng Hoa Thám do thành phố Hưng Yên làm chủ đầu tư có chiều dài 550m với điểm đầu kết nối với đường Nguyễn Văn Linh và điểm cuối là đường Triệu Quang Phục. Công trình triển khai từ năm 2005 và quyết toán giai đoạn 1 năm 2019 với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên đã trình cấp có thẩm quyền giai đoạn 2 của dự án nhằm giải phóng diện tích đã được phê duyệt của 4 hộ dân. Con đường nó chưa được thông suốt, đi lại có những cái ách tắc. Đã có những đợt mà tôi chứng kiến những cháu nhỏ chạy sang bởi vì trong quá trình xe cộ tránh nhau. Muốn là càng sớm được tốt, mong là bà con làm sao mà đi lại được cho nó ngoan lành. Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân thuộc hai dự án vừa nêu trên cho thấy tất cả đều ủng hộ chủ trương mở rộng đường Triệu Quang Phục và đường Hoàng Hoa Thám. Mặc dù vậy, các trường hợp chậm giải phóng mặt bằng đều do nguồn gốc đất phức tạp. Các hộ xây nhà trước năm 1993 nhưng đất lại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Có những hộ ở trong nhà từ 10 đến 12 người với ba cặp vợ chồng của hai thế hệ. Khi giải tỏa, hầu hết các nhà chỉ còn lại 2/3 chiều dài với diện tích từ 30m² đến 50m². Do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên nhiều hộ cần phải qua nhiều bước xác minh nguồn gốc đất và qua nhiều hội đồng xét duyệt dẫn đến chậm trễ trong giải phóng mặt bằng. Nhà nước lấy 100m để còn lại 50m. Hiện tại là hai vợ chồng tôi và hai vợ chồng thằng con trai lớn, hai vợ chồng thằng con trai thứ hai và hai đứa cháu ở 50m² không đủ đáp ứng để cho gia đình chúng tôi ở. Mong muốn là xin mua một suất tái định cư. Cái nhất, cái thứ hai nữa là ngôi nhà lên bồi thường nốt cho gia đình chúng tôi. Tháo dỡ ra chúng tôi xây lại nhà. Là gia đình tôi có 36m² không đủ ở. Bây giờ tôi xin nhà nước bán cho tôi một suất tái định cư. Dự án đường trục phía Bắc, khu Đại học Phú Hiến thuộc phường An Tảo triển khai từ năm 2017 đến nay còn 7 hộ dân với diện tích 800m² chưa nhận bồi thường. Nguyên nhân là do xác định nguồn gốc đất. Từ thực trạng chậm giải phóng mặt bằng 3 dự án nêu trên dẫn đến tiến độ thi công bị chậm so với kế hoạch, ảnh hưởng đến lưu thông và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hưng Yên cho biết, với dự án đường trục phía Bắc khu Đại học Phú Hiến và dự án đường Triệu Quang Phục, đơn vị đã hoàn thành khâu thẩm định đơn giá đền bù hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất, đồng thời trình phương án tái định cư lên Hội đồng thẩm định giá của tỉnh. Dự án đường Triệu Quang Phục đã trình 18 trường hợp vướng về cơ chế đền bù tòa nhà xây trên đất nông nghiệp từ trước năm 2013 để hỗ trợ tháo dỡ nhà, đã được Sở Xây dựng chấp thuận. Ba cái dự án đang phải giãn tiến độ là chúng tôi cũng đang triển khai quyết liệt với công tác giải phóng mặt bằng đường Triệu Quang Phục. Ủy ban tỉnh đã phê duyệt cái giá bồi thường và giá tái định cư về nguồn gốc đất thì đã tổ chức xét duyệt xong. Sau khi có cái phương án phê duyệt, chúng tôi tiến hành chi trả tiền cho các hộ dân. Còn đối với cái trục phía Bắc khu đô thị đại học, chúng tôi đã tham mưu để trình Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định xong cái giá bồi thường của các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng để trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh. Đối với đường Hoàng Hoa Thám, chúng tôi cũng đã đề nghị trình phê duyệt và triển khai thực hiện dự án giai đoạn 2. Dự án đường Hoàng Hoa Thám giai đoạn 1 kéo dài do vướng giải phóng mặt bằng liên quan đến 4 hộ dân. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên đã quyết toán công trình. Ngày 28 tháng 6 năm 2022, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hưng Yên đã trình dự án giai đoạn 2 nâng cấp lên đường bê tông nhựa cùng kinh phí giải phóng mặt bằng đối với 4 hộ còn lại. Thành phố Hưng Yên đang gấp rút hoàn thiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm nhằm đưa thành phố lên đô thị loại 2. Hy vọng cùng với quyết tâm của đơn vị chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, các dự án sẽ được triển khai và đạt tiến độ Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra. Chuyên mục ống kính phóng viên kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau được phát sóng vào 20 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần.